Yo, it should be entertainment, baby. It's your boy, Gizmo, David K. This song for you, baby. Oh, hold up, hold up. Got a problem here. This song not for you. It's not for all haters. Yo, check it out, check it out. Listen up, yo, khởi động nóc máy. Nghe tao flow là đầu mày bốc cháy. Ở trên mạng xã hội mày cứ viên tóc váy. Chứ mai mà gặp bọn tao là mày run như cấy. Hip hop mày nửa mùa, nhưng mà rap Việt đéo phải chùa. Đây đâu phải là công cộng, underground là không rộng. Đó có chỗ cho mày đâu, cứ nằm yên mà ôm mộng chí. Tao thích chỉ động cho tin đen mày thon thót. Mấy thằng lọc cả lắm tôn và mấy thằng ton hot. Bố mới đi vào cái quan điểm giờ bạc kinh nghiệm khổ lồ. Còn mấy cái thằng rapper mà học mà mày lâu nay nó gom góp. Tao nặng nhẹ thì mày đừng tao hỏa chúng mày. Thì thằng nào cũng đều háu đá cả. Và dạy con như mày vẫn chưa đủ tuổi để vẫn cùng bàn với tao và nói chuyện giá cả. Mà tao vẫn kiếm tiền và bằng sức mày lặng mạn. Mày luôn sao cho sạch công tức cho căng dạ. Cho tao xem bản lĩnh của mày khi mở mồm hăm dọa chúng mày. Đừng nấp ra mặt vì sau đó ngồi ăn vạ. Mày tránh sang một bên, underground đâu phải là nơi mày đặt chân lên. Mấy ông con vẫn mở lưỡi ra cua múa với cái chuyện vua chúa và tao nghĩ mày nên hiểu đây là bản cơ của underground từ xưa đến nay. Đặc biệt là do tất cả bàn tay của bọn tao điều khiển nên mày chơi mày chúc không được mày gây mày tức vì mày không được bọn tao lựa chọn là tốt thì cũng là điều hiển nhiên. Mày phải từ trong trứng khi mắt chưa kịp mở. Mày làm gì đúng tôi để cho thánh vật cản trở. Tên của mày là gì tao còn đéo thèm nhớ. Mày chỉ là con rồng trong trứng tao đâm cho đéo kịp nở. Tao có cái hay vãi cả lộn để chúng mày xem này. Tao có cái hay vãi cả lộn để chúng mày xem này. Tao có cái hay vãi cả lộn để chúng mày xem này. Có cái hay vãi cả lộn cho chúng mày xem này. Hay vãi lộn. 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 Nói chung đi nào. Hay vãi lộn. Nói chung đi nào. Hay vãi lộn. Nói chung đi nào. Hay vãi lộn. Vãi cả lộn. Kiên sợ lắm, đẩy trong này nè, đi ngược lên đây. Đi ngược vào dâu. Sợ lắm mày. Chúng ta mới có thể có một con. Đúng rồi. Thôi đủ đấy. Chưa thấy luôn á. Ngày sáng đối diện tôi còn thằng nữa. Đối diện, đây chấm nha. Bắn bạn tao nè. Ủa mày chốt luôn. Mày đi mày bắn bạn tao mà lại nhầm vãi lồn rồi bạn. Ôi dạ. Ai nhảy xuống dưới này. Dưới. Ngay. Đợi tí mình cover. Được rồi. Ôi bắn cắn mày. Đợi mày hai thằng cơ. Tưới. Xong cái xe. Ok. Thằng kia ăn biển cao. Ủa mày lại sợ mày vãi lồn. Nhà đúng không? Không gồm mày. Xong rồi. Vỡ đầu rồi. Ngay sau nhà Juni, ngay sau nhà luôn. Chết rồi. Vết hết. Từ từ lấy cái mũ đó. Được. Đấy, gần. Đúng, cứ gần đấy. Hướng nào không chú đi? 120 á. Thấy nhất tường. Nó nghĩ tường sát cái tường. Nó ở trong ngoài này, nó ở dưới này. Chân anh nó kìa. Dead. Ai đáp đi? Xong rồi. Cái lồn gì đấy? Xong rồi. Sao nó chạy ra đây rồi? Mẹ nó lồn thế. Xong rồi. Đúng lừa. Kéo có gì? Kéo ạ.